Giờ mình vừa nghĩ đến, anh ấy rời khỏi trong phạm vi tầm mắt của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị mấy con tiểu yêu tinh ở ngoài kia bổ nhào vào. Trái tim của mình giống như là bị mèo cào ấy. Cậu nói xem mình còn có thể gặp lại anh ấy nữa không? Gặp lại rồi thì có thể như thế nào? Thời gian qua đi rồi, tâm trạng cũng trôi qua rồi. Hạ Sơ, hôm nay đã nói rõ là cậu đi giải tỏa cùng với mình. Sao cậu còn buồn hơn cả mình thế? Có chuyện gì rồi? Trác Nhiên quay về rồi. Trác Nhiên chính là người ngồi cùng bàn hồi cấp 3 mà cậu kể với mình hả? Người ngồi cùng bàn hồi cấp 3 với mình trông thế nào mình còn chẳng nhớ. Cậu ta quay về để tìm cậu sao? Không biết nữa. Vậy sao cậu không hỏi cậu ta? Lúc đó tại sao lại biến mất? Mình bỏ chạy mất. Cậu chạy làm gì hả? Người làm sai đâu có phải cậu đâu. Thôi 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 thôi, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Quên đi. Nào, cạn một ly. Lâu lắm rồi không gặp hai người đẹp. Nào, uống một ly. Ai muốn uống với anh hả? Cô không nhận ra tôi à? Anh bị bệnh đấy à? Mễ cốc. Chúng ta đi thôi. Đừng có vội đi mà, hai người đẹp. Mày là ai? Đau 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 đại ca. Uống say quái mà. Hiểu nhầm thôi. Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi. Xin lỗi mọi người. Mọi người đừng đánh nhau. Hai người này uống say rồi, quấy nhiễu bạn của tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Còn ngây ra đấy làm gì, đưa đi. Xin lỗi. Xin lỗi, cứ từ từ dùng nhé. Hà Sơ, cậu không sao chứ? iQIYI, strange name, amazing shows. iQIYI.